Và đây là căn nhà mà hôm nay Vân xin giới thiệu đến quý cô chú anh chị nha. Nhà mình có hướng chính là hướng Tây, phù hợp với các khách hàng có mệnh phong thủy là Tây Tứ Trạch. Nhà có chiều ngang là 3m45 nha. Chiều dài là 15m, diện tích công nhận trên sổ là 46m2. Với kết cấu là một trệt một lửng, một lầu. Và bây giờ xin mời mọi người cùng tiến vào trong để tham quan chi tiết căn nhà. Và đây là không gian của khu vực phòng khách nè. Phía trước khu vực phòng khách đó, mình có một cái khu vực để xe. Ở đây mình có thể để được khoảng 2 chiếc xe máy ở trước nhà nha. Và phía sau á là không gian khu vực bếp và một nhà vệ sinh. Bếp thì được gia chủ trang bị sẵn cho mình một hệ tủ bếp trên dưới nè. Mặt bếp nè, được ốp đá màu trắng, tường được ốp kính khá là sạch sẽ. Và phía sau nhà mình nó mình có một cái giếng trời. Ở đây mình có một cái sàn nước nữa nè. Và ở đây mình có một cái giếng trời nè. Bà Vân xin mời mọi người cùng nhìn lại không gian của khu vực bếp nha. Đây là nhà vệ sinh ở khu vực tầng trệt. Được gia chủ trang bị với một số thiết bị vệ sinh cơ bản nè, gạch ốp vuông tường. Và bây giờ mình xin mời mọi người cùng tiến lên khu vực tầng lửng nha. Đây mình có một cái hồ cá nè. Khu vực tầng lửng mình thì bao gồm một khu vực lửng ở phía trước này. Gia chủ đang sử dụng không gian khu vực này để làm phòng thờ nha. Đây là view của phòng khách mình nè. Ở đây là phòng ngủ ở khu vực tầng lửng nè. Khu vực tầng lửng này mình được gia chủ trang bị cho mình giường ngủ nè, tủ quần áo. Và có một cái cửa sổ thông với giếng trời nha. Và đây là nhà vệ sinh ở khu vực tầng lửng. Gia chủ trang bị với một số thiết bị vệ sinh cơ bản nè. Ở đây mình có một cái khu vực tắm đứng luôn. Gạch ốp phun tường. Tôi xin mời mọi người cùng tiến lên không gian khu vực lầu 1. Nhà mình có kết cấu là một trệt, một lửng, một lầu, sân thượng. Và đây là không gian của khu vực lầu 1 nè. Bao gồm hai phòng ngủ trước và sau. Phòng ngủ phía trước có ban công và cửa sổ nha. Đây mình cùng nhìn lại không gian. Và đây là phòng ngủ phía sau của lầu 1 nha. Phòng ngủ này thì cũng tương đương với phòng ngủ ở tầng lửng nè. Có cửa sổ thông với giếng trời phía sau. Mình cùng nhìn lại không gian của phòng ngủ này. Và đây là nhà vệ sinh ở không gian khu vực lầu 1. Có một phòng tắm đứng ở đây. Các thiết bị vệ sinh cơ bản đều đầy đủ nè. Gạch ốp phun tường. Thưa tôi mời mọi người cùng tiến lên khu vực sân thượng nha. Thì vị trí ở phía trên cầu thang này á, mình có một cái giếng trời nè. Để lấy gió và ánh sáng tự nhiên cho căn nhà mình luôn. Khu vực sân thượng mình á, có một cái tâm ở giữa nè và hai khu vực sân thượng trước sau. Đây là khu vực sân thượng phía trước.
Được gia chủ sử dụng để trồng cây xanh nè. Đây, từ đây mình có thể nhìn ra được mặt tiền đường Bùi Đình Túy ha. Đây là mặt tiền đường Bùi Đình Túy nè. Và không gian ở trên đây á thì gia chủ sử dụng để làm khu vực phòng giặt ha. Và Phan xin mời mọi người cùng tiến sang khu vực sân thượng phía sau. Khu vực sân thượng phía sau này thì hiện tại đang để trống nè. Và đây là hẻm trước nhà của mình nè. Vị trí nhà mình cách mặt tiền Bùi Đình Túy chỉ khoảng 30 mét thôi. Ở đây. Ở đây thì mình có một cái khúc cắt ở lại ở đây là chỉ khoảng 1 mét nha. Đây mặt tiền Bùi Đình Túy nè. Nếu đi về phía bên phải này á, là chúng ta sẽ hướng về trục đường Đinh Bộ Lĩnh nè. Còn nếu đi về phía bên trái này á, là ngay ngã giao giữa đường Phan Văn Trị về qua bên đây là chúng ta sẽ ra được đường Lê Quang Định nha. Và căn nhà này đang được gia chủ chào bán với mức giá là 6 tỷ 200 triệu, còn thương lượng trực tiếp với chính chủ. Nếu quý cô chú anh chị có quan tâm đến căn nhà này, hãy liên hệ ngay với Vân qua số điện thoại được hiển thị bên góc trái của màn hình. Đừng quên bấm đăng ký để theo dõi những căn nhà đang được chào bán. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.